Hello, xin chào các bạn, quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các cách biên tập và sửa chữa một số hình ảnh video, những hình ảnh logo rồi nội dung mình viết bài và content để đăng lên Facebook, Zalo và thậm chí những trang web nhiều cái các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái phần mềm gọi là phần mềm Canva. Phần mềm này này nó đặc biệt là ai cũng làm được các bạn. Bạn có thể không giỏi máy tính nhưng bạn dùng được điện thoại cũng có thể thiết kế đường các bạn nhé. Trước tiên các bạn vào canva.com, sau đó các bạn tải về. Hôm nay tôi không có thời gian, tôi không chia sẻ tải về. Thực ra các bạn vào được canva.com thì các bạn sẽ tải được về bằng Google Chrome nhé. Thì chia sẻ với các bạn về máy tính, thì đây đang giao diện máy tính nhé, điện thoại nó cũng dễ các bạn nhé. Thì các bạn vào nó rất nhiều cái để các bạn nghiên cứu đấy. Đây là những cái video ngắn bạn có thể làm và bài đăng Facebook này. Rồi hình thu nhỏ của cái thumbnail của YouTube ấy, YouTuber ấy, và trang bìa của Facebook, cái trang trí kênh Facebook này, rồi là logo. Logo thì có thể logo thương hiệu của doanh nghiệp, của cái thương hiệu nào đó của bạn, bánh kẹo, rượu bia hoặc là những cái món sản phẩm của bạn. Rồi bài đăng cái Instagram, bản thuyết trình cũng có các bạn á, video về Facebook, video TikTok các bạn nhé. Sau khi bạn làm xong thì bạn đăng lên TikTok được nhé. Rồi quảng cáo Facebook chẳng hạn, có thể vào những món hàng sản phẩm của các bạn, bạn đem đến chỉnh sửa, sau đó bạn vào cũng được các bạn nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hướng dẫn chỉnh sửa nhanh thôi. Đầu tiên bạn vào đây, sau đó bạn có thể lấy những cái màu đấy có sẵn, bạn thích cái nào thì bạn lấy các bạn nhé. Nếu bạn sáng tạo bạn cũng có thể là đưa để ra các bạn nhé. Ví dụ bạn mà thích cái màu này đưa vào, sau đó đưa vào thì bạn thích không thích nền thì bạn có thể thay đổi nền lên đây các bạn nhé. Nền nó có thể là màu đỏ rồi màu xanh, màu rồi tùy các bạn nhé. Đấy, ví dụ như vậy bạn thấy chưa. Và hình ảnh thì bạn có thể lấy hình ảnh của các bạn trên máy tính hoặc hình ảnh có sẵn đấy cũng được, bạn thích hình ảnh nào bạn có thể lấy được các bạn nhé. Tùy bạn, nhưng tôi thì thường tôi chỉnh những cái ảnh của tôi, bạn có thể đào về trên các phần mềm hoặc là ảnh trong các phần cứng bạn đã lưu. Chẳng hạn tôi sẽ thiết kế cái ảnh là tôi đưa cái ảnh này của tôi vào chẳng hạn, các bạn nhé, tôi đưa cái ảnh này vào đây. Bạn có thể chỉnh cho chỉnh nhỏ tùy bạn các bạn nhé. Đấy, chỉnh cho nhỏ tùy bạn. Bạn cũng có thể xóa cái nền này nhé các bạn nhé. Chẳng hạn tôi để vào hướng dẫn các bạn xóa cái nền này, là nền màu trắng lại chắc hình của mình không ấy, để làm cái thumbnail chẳng hạn. Bạn rất nhiều cái nó sáng tạo ra mà nó cũng rất đơn giản các bạn đấy. Các bạn thấy chưa, hiện giờ thì chắc cái ảnh của tôi đấy, đấy bạn thấy chưa, rất rất thú vị các bạn nhé. Đấy, tôi tắt nó đi. Đấy, các bạn thấy chưa. Và đây tôi sẽ đưa vào những cái logo hoặc những cái hình bất kể nào mà bạn muốn. Chẳng hạn bạn đưa cái hình yêu vào cũng được, hay những cái hình logo màn nhà này bạn có thể đưa vào được các bạn nhé. Đấy, chẳng hạn đấy, bạn có thể chỉnh cho nhỏ và đặt bạn đặt bất kỳ. Chẳng hạn đó là cách sáng tạo của các bạn. Đấy, đây là khung, có thể ảnh các bạn, có thể đồ đồ họa đều vào được nhé. Rồi những video các bạn, âm thanh bạn có thể là gấp đây vào được, bạn cũng có thể là tải ngoài vào được các bạn nhé. Đấy, rất nhiều các bạn, rất rất nhiều. Bạn cũng có thể đưa những cái khung này vào các bạn nhé. Bạn cũng có thể lấy mẫu ở đấy, mẫu thì lúc này tôi giới thiệu thành phần rất nhiều các bạn, đồ họa khung rồi rất rất nhiều. Đấy, tính hành động rồi bạn có thể vuông tròn đủ thứ, bạn chọn rất dễ dàng các bạn nhé. Đấy, đấy bạn có thể lấy những cái hình ảnh và logo vào, hình trái tim hoặc là gì đấy, đấy trái tim các bạn. Đấy, thấy chưa bạn, thấy chưa bạn, nó đơn giản chưa. Đấy, mũi tên đấy, bạn có thể lấy mũi tên vào để gấp vào rồi lâu đấy. Ví dụ chẳng hạn tôi thích cái này nó xuất hiện ở đây thì tôi sẽ đưa vào đây các bạn nhé. Và sau đó tôi sẽ chỉnh chỉnh nó lại, chẳng hạn tôi bỏ đây, tôi sẽ chỉnh nhỏ nó lại à nhé. Và sau tôi gấp vào đây, tôi thích xuất hiện ở đây thì tôi bỏ vào đây các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa. Đấy, vì tôi bạn thích cái hoa này thì bỏ bà bỏ cũng chỉnh như vậy, chỉnh như vậy. Đây, bạn đưa vào đấy, bạn có thể to có thể nhỏ, bạn cho nhỏ
thì nó là nhỏ, bạn cho vào đây chẳng hạn, hoặc là bất kỳ ở đâu bạn thích, bạn muốn đấy, bạn thấy chưa? Đấy, còn những cái chữ này bạn có thể điều chỉnh tên của bạn, rồi là tên công ty, rồi là sản phẩm của bạn, hình ảnh sản phẩm, rồi là giá cả, hoặc bạn thích cho những cái nội dung cao như đấy, sau đó bạn chỉnh sửa phông chữ đấy. Phông chữ của đấy bạn thấy chưa, những cái phông chữ này bạn chọn khi nào bạn muốn thì thôi, mà thích nhỏ to gì là tùy bạn, sau bạn vào chọn đấy màu chữ tùy bạn đấy, đó là cách sáng tạo của bạn. Nhưng mà tôi tin bạn vào đến đấy rồi thì các bạn làm rất dễ dàng các bạn nhé, trang bìa Facebook, thumbnail đấy đấy, làm Facebook, bạn có thể làm TikTok các bạn đấy, những cái hình TikTok là cái gian nó sẽ tối ưu cho các bạn cái hình TikTok nhé, chẳng hạn TikTok là kích cỡ thế này các bạn, nhưng YouTube thì nó là thế này chẳng hạn đấy, các bạn thấy chưa, hình nó sẽ ra thì giao diện khác và là rất tối ưu cho các bạn thôi. Chẳng hạn bài đăng Facebook về đấy, màn hình của các bạn biển đấy đấy, hình Facebook nó vừa vặn thế này, bạn có thể thiết kế những biển hoặc những gai vịt content của các bạn bằng những cái sáng tạo của các bạn đấy, rất nhiều. Nhưng bạn khi bạn vào tìm nhanh thì bạn sẽ vào đây đấy, mẫu đấy các bạn này, mẫu là câu chuyện của Instagram, bài viết Instagram, bài đăng Facebook đấy, trang bìa Facebook, rất nhiều thiệp mời, thiệp gửi xe hữu lý, bưu thiệp, công cụ ảo thuật đấy, bàn thuyết trình web đấy, thì bạn lập những trang web, nếu bạn có những cái trang web bán hàng, bạn có thể bán những món hàng nào đấy phù hợp ở đây thì bạn lấy đấy gấp nó ra, mà nếu không thì bạn sáng tạo, nếu bạn này thì bạn sáng tạo nhiều hơn, có dễ làm không các bạn? Đấy, rất dễ làm nhé, hóa đơn danh thiếp đó, rất là áp phích, thực đơn, giáo án, bản tính chứng chỉ, mấy phân cảnh đều có các bạn nhé. Đấy, đây là những cái mà tôi đã thiết kế các bạn đấy, chẳng hạn bạn những ý tưởng, những cái này bạn đều vào lao này được đấy, tôi đưa những cái logo này vào, tôi đây là tôi hoàn toàn tôi gặp ở ngoài vào các bạn nhé. Tôi có thể đưa ảnh của tôi vào, đây nằm ở đâu đấy đều được các bạn nhé, nó không có gì khó khăn nha các bạn nhé, đưa thích ảnh tôi vào chỗ nào đấy bất kể cũng được, cái đó không khó các bạn nhé. Đấy, bạn thấy chưa, nó rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Tôi còn có thể gắp những cái bản nhạc vào đây, hình ảnh rồi tùy tùy mình tùy biến, nó rất đơn giản các bạn, rất nhiều. Khi bạn đã vào đến đấy thì bạn làm rất nhiều, bạn có thể là những cái bài viết này đó, bạn có thể thấy nội dung chỉnh chữ viết như phông chữ tôi đã giới thiệu, chẳng hạn tôi làm cái này cho bạn dễ nhìn đấy, ví tôi sẽ vào cho các bạn là thấy bằng cái phông chữ này chẳng hạn nhé, đấy luôn là gì đấy, bạn có thể chọn phông chữ ở đây rất nhiều phông mà bạn mong muốn, sau đó to nhỏ là bạn chỉnh kích cỡ đấy. Điện thoại nó có giao diện điện thoại nó cũng dễ các bạn nhé, nó không có cái gì khó mày cái này nhé, khi bạn vào và đến đấy mà cài đặt lên đây đến đây rồi thì nó rất là dễ, mạng xã hội sửa ảnh đấy, tôi có thể lấy những cái bức ảnh này vào tôi sửa, bây giờ tôi không thích cái này nữa, tôi có thể các bạn sửa ảnh, tôi bấm sửa đấy, đúng đúng rồi, và bây giờ tôi không thích cái này nữa mà tôi muốn làm mờ nó đi chẳng hạn, chỉnh sửa ảnh, công cụ xóa nền, bạn có thể thay nền đi, và bạn cũng có thể đấy xóa nền đi, bạn có thể lật ảnh, lật ảnh, lật dọc, lật ngang đấy, các bạn thấy chưa, dễ không ạ, rất dễ phải không nhỉ. Đấy, hành động bạn có thể nhịp thở nó tăng giảm cho các bạn rõ dần, thấy không các bạn, đấy dừng xoay đấy, rất dễ phải không các bạn. Đã vào đến đấy là các bạn làm, các bạn là bạn có như thế nào bạn cũng cứ làm được đấy, biểu đồ, bìa sách, trang ghép ảnh đều có các bạn nhé, rồi bạn sáng tác những tư duy biểu đồ đều có nhé, lịch các bạn có nó, trang web, màu giao diện đều có các bạn nhé, bạn có thể chọn những cái màu trang web của họ mà phù hợp với mình, với bạn bán hàng vật liệu xây dựng chẳng hạn, hoặc bán mỹ phẩm, hoặc bán hoa quả là đều nó đều có, bạn cũng có thể tải những mẫu ngoài rồi bạn pết vào đấy bạn làm đấy, có dễ không bạn, nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ like,
thắp kênh tôi nhé, để tôi còn rất nhiều video tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn có ý kiến gì hãy comment ở dưới, tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.